Xin chào tất cả các bác nha, chào các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của hai bố con cháu. Chào mọi người nhá. Thì hôm nay bố cháu thì đang chuẩn bị thịt để tí nữa nướng làm bữa cơm tất niên cuối năm các bác. Hôm nay là cuối năm rồi, làm bữa cơm là bố con gia đình là sum họp ăn bữa cơm tất niên. Chuẩn bị tí thịt, cái thì nướng, cái thì làm nem bố nhỉ, nem luộc, hay nữa là tí nó thịt mấy con gà nữa, thêm mấy con gà nữa tất niên. Đấy, bữa tất niên thế thôi, tất niên thế thôi, gà nem giò với các thứ nữa thôi. Bây giờ chuẩn bị thịt thôi, tí nó để làm nướng, cắt ra ướp, ướp gia vị nướng. Đây mẹ cháu đang đổ cơm các bác nhá, được xôi đấy. Này để đổ vào cái này mẹ ạ. Ừ, đổ vào cái này cho nó nhanh. Cái này mà cũng không có nhiều lắm ấy. Làm ít ít này gia đình ăn thôi. Vừa thôi, không thì nhà hôm nay nhà bác nào cũng không biết có bác nào đến không. Này nhà ai cũng làm tất niên. Ừ. Mày rồi đi làm bọn không làm được trước, cứ đúng ngày 30 Tết mới làm thì nhà ai cũng làm. Nên là không ai đến được với ai. Ngồi bếp chơi lửa đổ cơm này để được đấy chứ, ấm. Đây là nướng thịt nhá. Cắt thịt nướng à bố. Chưa. Cá bên đây có bạn. Mình cắt nhỏ nhỏ rồi bố. Để nướng nhỏ nhỏ thôi. Ừ, nhỏ thôi. Đi con là làm nem chứ. Nem chứ, ơi nướng miếng nhỏ mới ngon chứ. Có chiên nó nhiều còn không nhỉ? Hai cái hôm đấy hùng nó sang nó lấy sang kia không thấy nó trả. Mấy cái. Không, cái này không không nướng già nó mình dài. Dài để làm gì bố? Mới thịt thôi. Dài cái gì? Là mới cục này được đấy nhá. Ừ. Làm được đấy. Đấy là thịt gà này chứ còn nem chứ. Các loại khác. Tất nhiên cũng nhiều món đấy. Một thứ một ít thôi. Một thứ một ít thôi. Mỗi thứ là một ít nhưng mà lại nhiều thứ. Mày có làm hết thịt không bố? Vừa đấy, đây làm hết là hơi quá nhỉ. Vừa chứ, ăn vừa đủ thôi chứ. Thịt này, thịt không có mỡ. Không biết đâu. Thịt lợn không có mỡ các bạn. Chỉ có da với thịt thôi, không có mỡ với thịt này. Nên chỉ có một tí chỗ này thôi. Chả có tí mỡ nào. Nếu mà ép mỡ mà xào rau thì các bạn. Thôi đấy, không có. Bây giờ cắt hành ra để chuẩn bị ướp các bác nhá. Ướp thịt nướng. Ướp thịt nướng. Thịt bố cháu cắt ra hết rồi các bạn. Nướng với hành trăm này cũng thơm. Hành thơm lắm. Nướng hành trăm này. Thêm cho cái hành củ nó vào chứ. Không, hành trăm này tí nó dính cái lá vào miếng thịt này. Nướng nó chanh chanh xem ngon lắm. Thơm. Ngon chưa? Trông nó thấy ngon rồi. Nó thơm chứ. Thơm cực kỳ luôn. Chính các bác nha. Là nước mắm nữa, hôm nay không ướp muối. Nước mắm. Mắm lại thơm hơn. Để cái mắm này. Nó chảo. Yeah. Làm tép. Chứ cái này làm từ tép đấy chứ. Tép thử nước mắm thôi các bạn. Ây da, thường thế.
lên là để đấy ướp. Hạt tiêu hay hạt dổi không bố nhỉ? Chín thì có hạt dổi đấy. Có hạt dổi cho vào chứ. Có tạm cái này đi nhá. Bó hạt dổi vào. Đây hạt dổi các bác nhá. Nướng này phải làm cho sống nó mới cháy nó thơm. Làm sống nó cũng thơm nữa chứ. Lúc mình nướng lên thì nó cũng vừa chín hạt dổi luôn. Rồi nó ngấm rồi chứ, bóp nó ngấm rồi thịt chứ. Này nó cái nước chứ nhỉ? Ừ. Cái dầu, cái dầu, cái này nó cái dầu. Dầu dổi. Nó cái dầu đấy. Rất là thơm luôn. Rồi bây giờ bắt đầu xiên thịt các bác nha. Nướng dần đi. Nướng cho nó chín. Lúc nào chín nó cũng vừa ăn. Cái nướng chín xiên này lại đổi. Đổi cái bó. Dần. Kéo cái này ra một tí đó. Đấy. Một em. Đấy. Đây băm thịt và làm nem các bác nhá. Xe không được. Băm này. Này đồ ăn luôn đấy. Nguyên liệu của nó là nó mấy loại. Mục nhí này. Đây là mục nhí nhé. Để băm mà. Để băm này thôi hả bố? Băm ấy thì băm vụn đấy chứ. Để băm tạm thôi, cái này nó bắn áp lắm, sật sật lắm. Để các bác ơi, một hai xiên này chín rồi các bạn. Cho em thì vẫn phần nướng cho nó khô đã. Các bạn nhìn ngon chưa này. Làm dán nem ở ngoài này. Dán bếp ga này cũng được. Cái vàng ươm thơm ngon như này. Mắm. Này còn cái này chưa chín các bạn. À dưới vàng rồi, trên vẫn còn là hơi lật lật lên. Từ. Đấy, bên này. Chín hết. Rồi. Còn hai cái ngoài này chắc chín rồi đấy bố nhỉ. Đúng rồi. Thì dán nem các bác nhá. Nem. Dán ngon lên rồi. Đây được một đĩa các bác. Đĩa rồi. Để đến đĩa tiếp theo. Đây, đường đây. Còn thịt nướng thì chín hết rồi các bác nhé. Này, ngon rồi đấy. Đúng rồi. Để cho nó nóng thôi, đúng rồi. Thì nữa là lên mâm luôn đấy bố nhé. Chiến luôn. Đây này, ngon thế này.
Đây anh cháu ơi, bây giờ mới vào các bạn. Nhà anh cháu cũng chào mọi người nhá. Cũng có làm bữa cơm nhưng mà chắc là ăn từ trưa rồi anh nhỉ. Anh vừa mới làm ở nhà xong rồi nhé. Vừa mới làm cơm cũng nhà xong rồi nhé. Để anh vào thì dán em. Còn bố cháu thì đang chặt gà để cùng các cụ các bạn. Bây giờ bố cháu thì ăn lên cúng cho các cụ ăn trước các bạn. Các cụ ăn trước, tí nữa mình ăn sau. Đây cho các cụ ăn bánh rồi, bánh chưng, bánh lá rồi. Bánh chay. Đấy, quả đầy đủ rồi. Đốt hương. Cúng cho các cụ ăn trước đấy, tí nữa mình ăn sau. Tôi xin mời tất cả các bác cùng thưởng thức cái bữa cơm tất niên cùng với gia đình cháu nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Mời nhá. 30 tí rồi. Cũng làm bữa cơm tất niên, bữa cơm thân mật gia đình là cũng có 10 các bác nhưng mà nhà ai cũng làm bữa cơm tất niên cũng không có đến được hết. Bây giờ có các con nó bán nữa là cũng dùng bữa cơm thân mật với gia đình để chuẩn bị đón cái năm mới. Hai nữa là cũng chúc tất cả các khán giả sang năm mới có tuổi mới, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt nha. Mời mọi người nha. Mời mọi người ạ. Mời mọi người ạ. Chà. Làm bia không? Hay là uống bia? Thôi con không uống đâu bố ạ. Làm bia ăn bia. Ủa anh Nguyên chén nhé. Yeah. Đi mời các quan. Dạ đây đẹp đấy. Vâng, cơm đấy nhé. Cho qua ông bà nhé. Ờ, bác rồi. Lòng, lòng gà. Gà béo lắm. Đây các bác. Bây giờ nó đang gà trứng. Dạ ok kìa, giữ cái này là đây các bạn, gà béo vàng luôn này. Lại mệt đấy, đây hôm nay có thịt nướng này, gà giò nem các bạn. Nem đấy, thế món thế thôi. Bốn món các bạn. Không thêm tí miếng nữa. Không ở ngoài nhà em không tối sướng gì nữa. Không có đồ này gọi là đồ khô. Cô ấy có miến 5 món, miến là đồ ướt. Món về cái thịt nướng này sao nào? Nướng tuyệt vời đấy bọn. Tuyệt vời đấy ha. Đúng rồi. Sao bông ngồi sau, ba mà thằng cúng. Ba mà thằng cúng. Ừ, ngồi sau chứ. Cúng còn mệt cầm lái thôi, xác định rồi. Ăn được bao nhiêu tự nhiên? Vâng. Làm thủ tục chuyển sổ ngay. Bố anh Hoàng con mời bố nha. Vâng, wow. Người nhà với cả mọi người nha. Ai nhỉ? Uống pha và uống rượu. Không, anh gọi là nhìn người đặc lắm. Đây là pha trà ấm hẳn đi. Trà lạnh thì làm hai chén rượu ấm người luôn. Làm miếng béo này đi. Gà béo này, quả cái đầu cái cổ. Gà béo lắm. Đầu đây. Đầu bên này không? Đầu ở đây. Đầu ở đây. Cổ ở giữa này. Trong giữa này. Cổ nó giữa này, trong giữa này nó béo như vàng gì đấy. Thì nuôi nó đang bây giờ đang đi đẻ trứng. Đang đẻ rồi bố. Béo. Ngon lắm. Ừ. Bắt đầu tầm này ăn là rất thơm. Cái này nó vừa mới đi đẻ trứng. Vâng vâng. Nói chung là nó chưa già. Ông ơi ông thả được. Ừ. Nó chả cần giá lắm đâu bởi vì bắt đầu tầm này là nó đã có vị thơm như thế này mà. Ui quả mật gà này ui. Nhưng mà không tha nó làm luôn đấy. To đúng to. Đúng ra là pha rượu để uống đấy nhưng mà làm luôn này đấy. Mật to quá. Cái cánh chẳng. Cánh đây. Đây, cánh nhé. Cánh nhé. Nó muốn như này đấy.
Đây, con cái đây này. Con cái đây này. Con cái nhá. Cho đi đâu thì lúc là người được người không này là tị nhau này. Đây đi. Quá. Cười dư. Không phải làm cái thịt nướng này cơ. Số trường đấy các bạn. Dùng đi, dùng đũa đi. Hôm nay nướng đây, xin mời tất cả các bác nha. Nhìn ngon chưa các bạn? Nướng hành, hành tâm đấy. Chứ không phải hành ấy đâu. Và lúc em đi qua bảo ướt thơm này. Đây là hành tâm. À, nước chín tâm đây. Nước chín tâm đây. Ngọt lắm các bạn. Nướng này đầy đủ gia vị thơm. Thơm. Thịt nướng này thơm cực kỳ đấy các bạn. Cái thịt nướng này chính là có cái hành mình. Hành tâm đấy. Hành tâm đấy. Vâng. Còn thế lại rất là thơm. Như người Mường gọi là hành hoa. Hành hoa. Đó là hành hoa. Hành Mường. Vâng. Hành hoa nhưng mà người ở chỗ khác người ta gọi là hành Mường. Vâng. Hành hoa là hành cái củ bé đeo không? Đấy, ừ, củ bé đấy. Củ bé đầu một nút này. Có chỗ để gọi là hành tâm. Vâng. Nhưng mà ở xưa anh nhiều chỗ người ta gọi là hành Mường. Và cái này nó ướp cả củ cả lá của nó. Đấy, củ lá. Nó phải ướp... nó phải có lá nó mới ấy, còn nguyên cái củ nó không thơm nhưng mà nó thơm hơn cái lá này. Lá nó lại thơm hơn. Là hành Mường nó làm gì chả thơm. Con cũng thích ăn như kiểu rang với thịt rất ngon lắm. Cái này rang thịt nhá, rang thịt thơm cực kỳ đấy nhưng mà nó phải có cả lá. Cả lá ngon, thơm ngon. Nguyên củ nó là cái mùi thơm nó rất là thơm. Nhạt thì lười đấy. Nấu với dâu chắn đấy, nấu với dâu chắn đấy. Dâu chanh tươi ấy, đừng ngâm. Nó bắt đầu chín bỏ cái hành này vào theo nước thơm cực kỳ đói luôn đấy. Dâu chanh tươi không? Ừ, chanh tươi đấy. Bỏ cái hành này vào xem. À đấy, cổ đây, cổ đây. Cổ, ừ, cổ đây, hết bên dưới này này. Gà này ăn cổ ngon. Nó vừa tầm này. Cổ không to lắm. Nên nó vừa tầm ngay. Toàn bên dưới đấy. Ăn thịt gà chỉ thích ăn cổ thôi nhá. Rất ngon. Vừa miếng. Mà cổ vừa miếng à. Anh vẫn cũng nguyên nha ông ơi, mời chú vẻ. À, chú riêng à, ông à, úi giời. Không ai ăn gì ạ? Còn gì bằng nữa. Mà mấy giờ chứ là chỉ trong tết chưa ăn, giờ ăn thì ngon. Đúng đi. Rồi, chú bác mời chú vẻ ông nha. Chúc ông bà là sang năm mới sức khỏe, làm ăn thì thuận lợi. Ôi, cảm ơn con nhé, chúc các con là cứ sang năm mới cứ sức khỏe dồi dào, làm ăn nó thuận lợi, nó phát triển thôi, cứ thế mà tiến lên thôi. Vâng. Đã quá. Lịch thì ngày mai thì hai vợ chồng con ra nhà ngoài Hà Nội. Ôi trời, con tim. Chúc mừng năm mới chứ bố nhỉ. Đây tôi cười. Con tim. Mẹ không phải nói cái nèm nữa. Nguyên có thấy ở chỗ nào mà người ta có nhiều cây chanh không? Mà xin được không? Đây, xin mời tất cả các bác nha. Nèm này thì cực kỳ ngon luôn các bác. Vâng, lo đâu. Chết. Ông ngoại hay dùng ở nhà quan này. Hay dùng. Vâng, nhiều khi không có và xin ông ngoại. Nèm. Nhưng mà nhà mình cũng có cây chanh to chứ nhưng mà nó chết. Chó có chứ. Không hiểu sao nữa. Tự nhiên nó chết rồi. Đó, cây chanh to rồi. Cái chỗ này nữa. Ừ, cho một chồng. Đây mới về. Có. Chứ mình có cây chanh gì nữa. Mình ăn lá hay là có quả. Thế hôm nay anh em có ai không ngon không nhỉ? Con gái không ai mời ông ấy. Nhắc ăn mời bố liền. Đừng cho ba ngủ nha. Này mời riêng bố à? Con chúc bố mẹ và toàn thể gia đình của mình cùng đi đón năm mới là thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn nhiều nha.
chúc các con nữa là cũng sang năm mới là cứ sức khỏe dồi dào, đấy làm ăn nó khá là phát triển, đấy, nhiều hơn mọi mọi năm cũ nhé. Và cảm ơn các bạn. À chà chà, thôi rồi thế nhỉ. Các bà các con nhá. Chơi nghe được rồi nhá. Rồi nhá. Chúc mừng năm mới nhá. Chúc mừng năm mới nhỉ? Chúc mừng năm mới nhỉ? Rồi cháu cũng xin tạm dừng video tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi video của hai bố con cháu nhá. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Xin chào tất cả các bác nhá.